Kính chào bà con và các bạn thân mến. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với bà con và các bạn. Đây là cây ngải tổ. Nó đang ra những nhánh trong chậu rất đẹp. Bà con thấy chưa? Đây. Bà con và các bạn thấy không? Nó nhảy ra 4-5 cây. Trong khi đó mình trồng, rồi xong xuôi mình tưới nước, săn sóc. Chỉ tưới nước một tuần lễ 2 lần hoặc 1 lần đã đủ rồi, tùy theo khí hậu thời tiết. Khi cây ngải tổ này đúng ngày đúng tháng, tự động nó sẽ nảy hoa và nở hoa màu trắng tinh đó. Cái lá này tùy theo dùng nha các bạn. Nếu cây ngải này á mà tùy theo dùng nó sẽ quắn, còn tùy những dùng khác nó không quắn mà nó thẳng ra. Tôi có một cây, chia một cây mọc làm đôi, sau đó chia ra tôi cho một người bạn trồng khác dùng, nó quắn ha, quắn toàn do rất đẹp, còn tôi cái dùng của tôi khác, khí hậu nó khác một chút, nó không quắn mà nó ra thẳng, nhưng mà ra bông giống nhau hết, mà công dụng của nó cũng giống nhau nữa, không khác gì hết, chỉ khác cái dùng khí hậu của mỗi vùng khác nhau, đất của mỗi vùng mà người trồng tùy theo cái căn duyên, cái tay của mình trồng vô cây ngải đó nó có linh ứng hay không là tùy theo mỗi người. Nếu một vị thầy trồng cây ngải này mà bắt ấn vô, phép vô cây ngải này thì thật sự nó sẽ linh nghiệm gấp 10 lần những người bình thường mà cho không có xin phép gì trong đó, chỉ một cây ngải bình thường về. Thí dụ may mắn một phần, nhưng mà ông thầy ông làm phép, các bạn biết không, nó sẽ tăng lên 10 lần. Mình cầu cái gì, mình mong muốn gì sẽ được tội nguyện như ý. Đó là loại ngải tổ. Cái tên của ngải tổ không phải là tổ của cây ngải, hai cây khác nhau nha các bạn. Cây ngải tổ đó là danh từ tên của một cái tên của cây ngải đó, cũng như ngải nàng mơn, nàng quắn, nàng sòi, ngải hẹ. Còn tổ ngải á, có là bao gồm hết tất cả loại ngải, tức là tổ của cây ngải. Các bạn hiểu cái đó, các bạn đừng có lầm, ô có cây ngải tổ là bao trùm hết, không phải. Tổ có tất cả, làm nghề nghiệp nào cũng có tổ hết. Ông thợ mộc á, cũng có tổ ha. Ông thầy pháp cũng có tổ, lỗ ban cũng có tổ ha. Tất cả cái gì người ta làm phải có tổ. Tổ hướng dẫn cho người ta làm ăn, giúp đỡ người con người bình thường. Nếu mà người bình thường nhiều khi làm ăn phất đó, sau đó bị thất bại, không có ai giúp đỡ. Nếu mà có người giúp đỡ thì nói thật các bạn sẽ tai qua nạn khỏi nhiều nhiều thứ, mà gặp nhiều may mắn. Nếu có được may mắn được một vị thầy cao ấn, cao tay ấn giúp cho các bạn làm phép vô cây ngải, sau đó tặng cho các bạn đem về trồng vô chậu, săn sóc mỗi ngày, rồi thầy làm chú làm phép vô cây đó, mình trồng tự nhiên cây đó có nở bông hoa, đó là cây đó thuộc về là phát tài 100%. Đó, các bạn nên hiểu vậy. Đây là cây ngải tổ, là một cây rất lâu phát triển. Các cây con, một chậu ngải tổ mình trồng á, trong một thời gian mấy năm thì mới sinh ra vài cây, cây nhỏ. Với điều kiện á, phải săn sóc cẩn thận và kỹ lưỡng. Còn tổ bông thì lại càng khó và rất lâu. Cây mới nở bông, theo một số người trồng là luyện ngải, thì khi cây ngải tổ, tổ bông sẽ báo hiệu cho mình biết một điều mang lại niềm vui,
sự may mắn cho chủ nhân của chậu ngải tổ này. Điều đầu tiên khi cây ngải tổ nở bông sẽ báo hiệu có niềm vui chuẩn bị tới với chủ nhân của người tòng cây ngải này. Với những người tòng luyện hay sưu tầm ngải thì khi chậu ngải tổ tông dường tổ bông nở hoa sẽ báo hiệu là một số loại ngải mới hội nhập về vườn của ngải của mình. Điều này có thể tự báo hiệu cho đến trước hoặc sau một thời gian ngắn. Khi cây ngải tổ, tổ bông nở hoa cũng dự báo tài lộc sẽ mang tới những điều bất ngờ cho chủ nhân của chậu ngải tổ, hoặc là báo trước chủ nhân sẽ gặp được một vị quý nhân phù hộ, phù trợ trong công việc làm ăn, sẽ đạt được kết quả may mắn và sẽ đắc tài đắc lộc. Đối với những người tòng và luyện ngải, khi chậu ngải tổ trong vườn của mình tòng bắt đầu tổ bông thì đó là sự may mắn lớn của người luyện ngải. Đó là sự báo trước cho chủ nhân biết được là trong thời gian sắp tới sẽ gặp một vị thầy, vị cao nhân nào đó để mình có được điều kiện học hỏi cao hơn nữa. Một số đặc biệt có thể nói là có duyên nếu thân chủ nào gặp đúng dịp khi mình tới cầu là một việc gì đó như cầu tài, cầu lộc trong kinh doanh buôn bán hay cầu duyên thì có thể nói đó là một duyên, cơ duyên đến đúng thời điểm cây ngải tổ bông. Thầy ngải sẽ hái những bông hoa đó đem ngâm vào nước hoa rồi luyện cho thân chủ. Có lẽ điểm mạnh của cây ngải tổ này là cầu tài lộc. Thật là may mắn khi ai gặp được đúng cây ngải tổ này ra bông, đà điềm may mắn nhất. Cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời giờ xem hết video này. Nếu thấy hay á, đăng ký vào để xem nhiều video mới lạ nhất. Bye!